Dạ con xin chào mọi người ạ. Mình chào bạn nha, bạn Nguyệt ngoại cảm giúp người. Thì thời gian qua thì Kim Anh nhận được rất là nhiều cái tin nhắn cũng như là bình luận nhờ Kim Anh hỏi Nguyệt giúp những cái vấn đề như thế này. Thì với cái cương vị Nguyệt là nhà ngoại cảm mà đúng không? Là cái bậc thần bậc thánh hạ phàm cũng như là con gái của Ngọc Hoàng Thượng Đế, thì chắc rằng là trí tuệ nè, cũng như là trên là thông thiên văn, dưới thì thông địa lý. Nguyệt nói Nguyệt có cái đôi mắt âm linh, đôi mắt âm dương, có thể nhìn được quá khứ hiện tại, nhìn được cái trước cái sau, nhờ có thiên lý nhãn để nhìn được tất cả chúng sinh thế này thế kia. Thì mọi người có hỏi như thế này nè: nhờ cô Nguyệt tìm giúp cái hồ sơ đang thất lạc của thầy Thích Chân Giữa hiện tại đang nằm ở đâu. Thì Kim Anh nghĩ rằng là riêng cái câu hỏi này thì Nguyệt sẽ trả lời được, và cũng có thể là nhìn và soi giúp dùng cái đôi mắt âm dương có thể nhìn và tìm được cái hồ sơ của thầy Thích Chân Giữa, đúng không ạ? Thứ nhất á, là khi mà Nguyệt soi và Nguyệt tìm được cái hồ sơ đó đó của thầy Thích Chân Giữa, thì coi như là cũng để làm gì, củng cố cái lòng tin cho bà con nơi thầy, là thầy có học hành, con đường học hành của thầy là đàng hoàng tử tế, không có gian lận. Rồi cái thứ hai là cũng như là củng cố cái lòng tin, tạo thêm cái niềm tin của mọi người nơi Nguyệt, là Nguyệt là nhà ngoại cảm thật sự, và Nguyệt có cái đôi mắt âm dương nhìn được, có thiên lý nhãn nhìn được thật sự, và Nguyệt là con gái của Ngọc Hoàng thật sự đó. Nếu mà Nguyệt chỉ cần tìm được, soi được, nhìn thấy được cái hồ sơ đang thất lạc ở đâu và công bố cho mọi người, để mà nhà trường có thể tìm được cái hồ sơ đó, củng cố lại cái lòng tin cho bà con, thì chắc chắn rằng là mọi người sẽ tin Nguyệt rất nhiều, hiểu không? Hiểu không? À, thì đó, thì bây giờ Kim Anh cũng mong rằng là cái câu hỏi đó sẽ được Nguyệt trả lời. Rồi, đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, mọi người hỏi gì nè: nhờ cô Nguyệt ngoại cảm dùng cái đôi mắt tâm linh và dùng cái cương vị là con của Ngọc Hoàng có thể trả lời giúp cho bà con là kiếp trước thầy Thích Chân Giữa là thần thánh hay là ma quỷ, trả lời giúp cho bà con. Thì Kim Anh vẫn nói đi nói lại đó, với cái cương vị của Nguyệt là con của Ngọc Hoàng cũng như là nhà ngoại cảm có đôi mắt âm dương tâm linh các kiểu các cái, thì chắc rằng là Nguyệt sẽ trả lời được cho mọi người để làm gì, để cho mọi người củng cố cái lòng tin nơi Nguyệt, để mọi người có thể là tin rằng là Nguyệt là nhà ngoại cảm thật sự, có cái đôi mắt nhìn được quá khứ hiện tại, là trên là thông thiên văn, dưới là thông địa lý. Cái thứ hai, cái thứ ba vẫn là mình là con Ngọc Hoàng mà, đúng không? Mình tự nhận mình là con Ngọc Hoàng thì ít nhất ra là ngày nay những cái câu hỏi này nè, thì mình nghĩ rằng là cương vị mà là con của Ngọc Hoàng là trả lời cái một, không cần phải suy nghĩ, ít nhất là bạn giữ cái thể diện cho con Ngọc Hoàng cái nha, trả lời cho bà con đi. Rồi, cộng đồng nước ngoài á có nhờ Kim Anh gửi đến Nguyệt một cái câu hỏi như thế này nè: ở Việt Nam thì có cô Nguyệt ngoại cảm, cô là con gái cả của Ngọc Hoàng Thượng Đế, thì gia đình người thân của người ta đó có mất tích cùng với chiếc máy bay MH370, cũng mất cả gần thập kỷ rồi. Thì bây giờ người ta cũng rất là muốn tìm những cái hài cốt của những cái người mà đã mất tích. Như vậy đó, thì người ta cũng mong muốn rằng là nhờ Nguyệt dùng cái đôi mắt cũng như là ngoại cảm, rồi là con của Ngọc Hoàng Thượng Đế, và nhờ Nguyệt có thể soi giúp xem là chiếc máy bay đó đang rơi rụng ở đâu, để cho người nhà người ta cũng như là chính quyền ở những cái nước sở tại, người ta có thể đi tìm đúng nơi đúng chỗ để mà đưa những cái người đã mất mạng ở trong cái chuyến máy bay MH370 đó đưa về, để cho cái người ta được yên nghỉ nơi chiếc suối. Thì đó có ba câu hỏi vậy thôi. Thì nhờ nha, mình nhờ cũng như là mọi người nhờ nhà ngoại cảm như Nguyệt cũng như là con gái cả của Ngọc Hoàng có thể trả lời giúp bà con những cái. Thì thôi giờ Kim Anh cũng mong vậy nè, mong Nguyệt trả lời giúp, coi như làm phước đi, làm phước cho mọi người đi, để mọi người cũng được thỏa mãn và mọi người cũng tin nơi Nguyệt. Thì thôi Nguyệt làm phước đi, trả lời cho mọi người nha. Còn nếu mà bạn mà không trả lời được á, thì mình nghĩ rằng là bạn nói xạo nói láo, rồi lên trên đây ra vẽ trịnh thượng xưng cô với bác ánh, rồi mới tính dị đoan để có mục đích PR cho cái kênh bán hàng style đồ hay là spa spa đồ chứ. Nếu như mà người thần thánh hạ phàm, con Ngọc Hoàng các kiểu, là chỉ cần 1 phút 30 giây trả lời được cho bác ánh liền, cho bác ánh thỏa mãn được liền. Còn mà không trả lời được là phải coi lại nha, coi lại rằng là mình có xạo không nha. Rồi cái đó là câu hỏi của mọi người. Còn câu hỏi của Kim Anh nè, câu hỏi của Kim Anh thì nhẹ nhàng lắm. Câu hỏi của Kim Anh nè: Nguyệt có ước trên trang cá nhân á, Nguyệt nói vậy nè: muôn đời muôn kiếp á, cô Nguyệt vẫn khẳng định ngài Thích Chân Quang giảng đúng chánh pháp đạo Phật. Ủa Nguyệt nói nghe nè, nếu mà bạn khẳng định á, muôn đời muôn kiếp khẳng định nha, đúng á, thì không lẽ là Giáo hội Phật giáo Việt Nam xử lý thầy của bạn là sai hả hay sao? Rồi muôn đời muôn kiếp, kiếp này bạn sống trọn vẹn chưa, kiếp này bạn sống ý nghĩa chưa, kiếp này bạn đã sống tốt để kiếp sau bạn có mặt ở trên đời chưa, mà bạn kêu muôn đời muôn kiếp. Mình sợ là kiếp này bạn sống không tốt, kiếp sau bạn làm cái con gì á, chứ làm gì mà muôn đời muôn kiếp, nói thì mà nói quá hà. Rồi bạn khẳng định, bạn khẳng định thầy của bạn giảng đúng vậy, mình hỏi bạn nè, ví dụ nha, cái ví dụ của thầy bạn á là cha mẹ sinh ra cũng không bằng thầy đứa tao vào con đường tu tập, thì đồng nghĩa rằng là cha mẹ sẽ không bao giờ bằng thầy tu, có đúng không? Nếu như bạn khẳng định cái ví dụ đó đúng, thì mình cũng khẳng định bạn đúng là lỗ nẻ chui lên chứ không có cha mẹ sinh ra, có nghe chưa? Bạn nói khẳng định mà, thì mình cũng khẳng định rằng là bạn là cái đứa không hề có trí tuệ, ý thức, tư duy, nên là bạn không biết phân biệt được đúng sai, không biết phân biệt được cái nào trái cái nào phải, nên bạn ngày nay bạn khẳng định. Rồi bạn kêu là giờ dù có khởi tâm nghĩ ngài sai thì con cháu ma vương đừng cố vùng vẫy địa đặt cô quay xe, chỉ có người kém ý thức mới tin. Nói nghe nè, riêng mình nha thì kém ý thức cũng được không sao, nhưng mà mình chỉ mong rằng bạn đừng bao giờ quay xe, bởi vì nếu mà bạn quay xe là bạn sẽ làm trái cái lời thề với thầy, chỉ cần làm trái một cái thôi, phản thầy một cái thôi là biến thành chó liền. Nhưng mà trong cái đời sống con người của tụi mình vậy nè, mình không mong có một cái con chó mà nó cãi chủ, nó chống lại chủ như vậy, thì thôi mình không có mong, mình không có mong nha, mình không có mong có một cái con thú cưng giống như vậy.
thì mình nghĩ rằng là mọi người cũng sẽ không có mong có một cái con thú cưng giống như bạn, nên rằng là thôi bạn đừng có quay xe, bạn cứ cố gắng sống ở cái cõi của bạn đi, và bạn cứ cố gắng sống ở cái cõi của thầy bạn đi, biết sao đừng bao giờ quay xe nhớ nha. Còn cái việc mà tin hay là không tin là tùy vào bạn, nên rằng là giờ mình có nói với cái loài giống như bạn thì thật sự là mình có nói đi chăng nữa bạn cũng hiểu, bạn cũng không thể nào mà hiểu được cái nào đúng cái nào sai, bởi vì bạn là ở cái loài cõi trên sống lưng lửng, còn cái loài người á thì thật sự ra người ta chỉ đi sống ở dưới mà người ta có học, có cha có mẹ sinh ra, và loài người là cái loài có trí tuệ, hiểu không? Loài người là loài có trí tuệ, biết nhìn nhận đúng sai, chứ không phải cái loài nào đó nó nằm ở cái cõi trên lưng lửng, người không ra người, mà thần không ra thần, quỷ không ra quỷ. Thì thôi sống ở cái loài lưng lửng của bạn đi nha. Ok, rất xin chào mọi người, mình chào bạn nha, bạn Tú Đào này là một cái nick ảo hay sao á, mà là chắc là đệ tử ruột của cô Nguyệt Ngoại Cảm Giúp Người á, có đúng không Tú Đào? Bạn comment trong cái video của tôi, bạn comment như thế này nè: bạn so sánh cô Nguyệt thì hai khuôn mặt tôi đánh giá cô Nguyệt có một khuôn mặt phúc hậu hiền lành. Rồi, thứ nhất đó là quyền tự do cá nhân cũng như là mọi cách nhìn nhận của bạn như thế nào thì tôi luôn tôn trọng bạn nha. Nhưng trong video của tôi chưa có một câu nào khẳng định nói rằng cái khuôn mặt này của tôi đẹp hơn cô Nguyệt của bạn. Tôi chưa bao giờ khẳng định điều đó nha. Mà tôi cũng chẳng bao giờ nói rằng là khuôn mặt của Nguyệt xấu hơn khuôn mặt của Kim Anh. Kim Anh đâu có nói như thế đâu Tú Đào, rõ ràng không? Nên khi bạn muốn bình luận để mà bên cho cô Nguyệt của bạn đó, thì ít nhất ra bạn phải cố gắng học cái cách kiên nhẫn, học cái cách có ý thức, có học thức một chút xíu để mình nghe từng câu từng chữ rồi mình hẳn bình luận và bên cho cô Nguyệt của bạn một cái video á, nó còn chưa được 10 phút mà bạn còn không kiên nhẫn được, thì có phải nó đã thể hiện rằng là bạn tai nó nhanh hơn cái não không? Rõ ràng chưa? Rồi, cái thứ hai, khi bạn muốn bình luận và bạn muốn bên cho cô Nguyệt của bạn một cách chính nghĩa thì bạn nên dùng một cái nick thật, có avatar thật, để làm gì? Để thể hiện rằng bạn là cái con người thật chứ không phải là tà ma, bạn hiểu chưa? Đâu phải vì mình bên người ta xong rồi mình lên mình nghe nửa mùa, mình nghe chẳng được hết một cái video mà mình đã vội bình luận như thế. Cái việc bạn khen cô Nguyệt tôi luôn ủng hộ đó, tôi luôn tôn trọng, bởi vì mỗi người một cách nhìn người khác nhau mà, đúng chưa? Mà tôi ở đây chỉ khẳng định lại thêm một lần nữa, tôi không hề có một câu nào là so sánh cái khuôn mặt này đẹp hơn cái khuôn mặt cô Nguyệt của bạn. Nên đừng vội lên trên đây bình luận là bạn so sánh cô Nguyệt thì hai khuôn mặt tôi đánh giá đó. Tôi chưa bao giờ có cái câu nào là tôi lấy cái khuôn mặt này so sánh với cô Nguyệt của bạn nha. Bạn phải xem lại, đừng có thể hiện tai nó nhanh hơn não là không có học thức rồi đó. Rồi cái thứ hai, bạn nói tiếp á, khuôn mặt của cô Nguyệt phúc hậu hiền lành. Tôi đâu có hề nói cái khuôn mặt của tôi nó phúc hậu nó hiền lành đâu, rõ ràng chưa? Bạn có thể chịu khó sử dụng một chút xíu trí tuệ, một chút xíu kiên nhẫn của bạn để bạn nghe những cái clip của tôi. Tôi chưa bao giờ tự đề cao bản thân mình rằng là mình đẹp, mình phúc hậu hay mình hiền lành. Tôi rất là thật thà, tôi nói bản thân tôi rất là hung dữ, nhưng từ khi tôi biết tới thầy Minh Tuệ thì tôi cố gắng tôi học theo cái tính bớt hung dữ đi, bớt sân si đi, nhưng mà tôi cũng chưa làm được, chứ tôi chưa bao giờ nói cái khuôn mặt này hiền lành hay là phúc hậu. Còn cái việc bạn đánh giá cô Nguyệt của bạn hiền lành hay phúc hậu, ok, tôi chấp nhận. Còn bản thân tôi, nhắc lại, tôi nói trên clip rất rõ cái việc xấu hay đẹp của cô Nguyệt thì để khán giả trả lời. Còn riêng tôi, quan điểm tôi nhìn nhận về cô Nguyệt của bạn rằng là cái khuôn mặt này không khả ái, không xinh, rõ ràng chưa? Không khả ái, không xinh. Và khi cái khuôn mặt này để mà ngồi xuống làm ăn á thì không có đủ tin tưởng, bởi vì khuôn mặt này rất là gian. Nên để cho người ta đặt để cái niềm tin khi mà ngồi xuống làm ăn hay tâm sự về gia đình hay đi xem tuổi cũng như là xem phong thủy thì nó không có cái niềm tin để đặt nơi cô Nguyệt của bạn, rõ ràng chưa? Chứ tôi không hề nói cái gì là tôi đẹp hơn hay là nhìn tôi phúc hậu hơn cô Nguyệt của bạn. Bạn phải nghe cho kỹ, tôi khổ lắm nếu mà bạn binh, ok tôi vẫn chấp nhận vui vẻ, nhưng ở đây tôi phân tích cho bạn để bạn có chút xíu thêm cái kiến thức để bạn đi ra đời bạn đối đáp với người ngoài nha. Rồi bạn nói tiếp nè: trên nay là trên gì, trên đây nha, cố gắng ghi cho nó có cho đúng chính tả, trên đây còn bạn không phải nên chửi nhau. Tôi chẳng hiểu được cái câu của bạn, nhưng mà thôi tôi tạm dịch như thế này nè: cô Nguyệt của bạn thì ăn nói nhẹ nhàng, trên này còn bạn không phải nên chửi nhau tranh luận nữa, họ đánh giá là vô học. Rồi cái vấn đề ai đánh giá vô học hay không thì người ta sẽ nhìn vào trong cái bình luận của bạn, thì người ta đánh giá được là ai là cái người có học thức và ai là cái người không có học thức, đúng chưa? Rõ ràng chưa? Còn tôi nói rất rõ với bạn, và cũng như tôi nói rất rõ với cô Nguyệt của bạn á, tôi á chưa so sánh cái câu nào là tôi đẹp hơn hay như thế nào, nhưng tôi nói rất rõ nè, không nói về đạo Phật mà nói về học thức nè, nói về ý thức, trí tuệ và nói về kinh tế á, tôi hơn Nguyệt của bạn rất nhiều, nên không có cái lý do gì mà ở đây xưng hô cô với con Kim Anh này. Thứ nhất, về kinh tế, Nguyệt hơn Kim Anh chưa mà dám xưng cô với Kim Anh. Về học thức, Nguyệt được bao nhiêu cái bằng mà dám xưng hô cô với Kim Anh này? Muốn xưng hô cô với Kim Anh hả? Chưa đủ trình, đem cái từ cô đó đi về xưng hô với lại cái lũ mê muội, mê tín dị đoan, đi về xưng hô với dòng họ tổ tiên nhà của cô Nguyệt đi. Đừng bao giờ đem cái từ cô này xưng hô với con Kim Anh này nha, nó không đủ level, rõ ràng chưa? Còn đây mình không có so sánh gì với cô Nguyệt ngoại cảm của bạn đâu nha, nha. Có so sánh sắc đẹp, mình già rồi,
mình chẳng có cái gì đẹp hết á, mà mình cũng nói rõ quan điểm của mình mà. Tốt gỗ thì hơn tốt nước sơn. Thà bề ngoài nó không đẹp nhưng mà bên trong nó có ý thức, nó có đạo đức, nó có tư duy, nó có trí tuệ, nó vẫn tốt hơn cái vẻ đẹp bề ngoài, đúng không? Vẻ đẹp bề ngoài không đẹp thì đi thẩm mỹ, nhưng mà còn bên trong cái trí tuệ, cái đạo đức, cái ý thức, không có cái thẩm mỹ nào có thể can thiệp được. Hiểu chưa Tú Đào? Rồi bạn nói rằng là không nên lên đây chửi nhau. Video nào thể hiện rằng là tôi chửi nhau? Chửi nhau đối với tôi á là xưng hô rất là tục tiểu, xưng hô mày tao mi tớ. Không có cái từ mà xưng hô một cách đàng hoàng lịch sự là tôi với bạn đâu. Chửi nhau là lôi luôn cả dòng họ, lôi luôn hết tất cả mọi thứ về cuộc đời của cái người đó để mà chà đạp. Dùng những cái ngôn ngữ không được đẹp đẽ thì mới gọi là chửi nhau. Còn Kim Anh này không có chửi. Tôi vẫn đang tôn trọng và xưng hô bạn với cô Nguyệt của bạn mà, bạn Tú nào, rõ ràng chưa? Nên về cái việc mà chửi hay là tranh luận hay là phản biện, bạn với cô Nguyệt của bạn còn không phân biệt được. Thì bạn ở đây dám vô đây nói đánh giá từ vô học hay không vô học. Thì đó, tôi không dám đánh giá bạn có vô học hay là cô Nguyệt của bạn có vô học hay không. Thì cứ nhìn vô cái bình luận này nè, là bà con tự đánh giá được thôi. Ai đọc hiểu không? Có lũng củng không? Đến mà ghi chính tả thôi, còn ghi không đúng nữa. Rõ ràng không? Còn tôi nói cho bạn nghe nè, bạn có quyền tôn trọng Nguyệt của bạn, nhưng khi bạn muốn lên trên đây á, bạn thể hiện á, thì mình cũng nhắc lại thêm một lần nữa, hãy sử dụng mình một cái nick thật, có hình avatar, mình là con người thật, chứ mình không phải là ăn hồn giấc dưỡng đâu. Mà phải sử dụng một cái nick, một cái ảo như vậy, rồi lên đây bình luận chỉ để bên cho cô Nguyệt của bạn. Mình nói hoài, nói mãi về một cái vấn đề, cái cuộc đời của mình nó ngắn lắm. Mình sống một kiếp người thì mình cố gắng, mình sống làm sao cái kiếp này mình sống cho nó trọn vẹn, cho nó ý nghĩa. Chứ không phải là mình chỉ sống rồi mình chỉ biết nhìn nhận những cái rằng là người ta cổ xí, người ta tung hô mình là mình đúng hay như thế nào. Mình phải biết phân biệt đúng sai, mình phải biết kính trên nhường dưới, mình phải biết lựa lời mà nói. Chứ đâu phải là mình nói mà không biết suy nghĩ, rồi mình thể hiện cái sự vô học rồi mình đi đánh giá người ta. Con xin chào mọi người. Mọi người ơi, mọi người có thể tag tên cái con Nguyệt cũng như là gửi cái clip này của con đến cho cái con Nguyệt ngoại cảm giúp người hộ con nha. Hôm nay con nhận được một cái tin nhắn của một bạn trên TikTok, cái con Nguyệt nó nhắc tới con như thế này nè. Nick Kim Anh thật thà ơi cô Nguyệt, không phẫu thuật thẩm mỹ, không chỉnh sửa gì trên mặt và toàn cơ thể. Xin phép nói với Nguyệt như thế này nè, bạn xưng hô cô với ai vậy? Bạn có thể đem cái từ cô đó, bạn đi về xưng hô với cái lũ u mê, mê tín dị đoan nhé. Hoặc đem đó, cái từ đó về xưng hô với cha mẹ, dòng họ, tổ tiên nhà bạn nha. Còn riêng mình, bạn chưa đủ trình độ, chưa đủ ý thức đạo đức thì mà bạn xưng hô cô với Kim Anh. Nào giờ Kim Anh này không có thích vỗ ngực xưng tên và khoe mẽ, nhưng riêng với bạn á, xin phép mọi người cho con được vỗ ngực xưng tên với ra vẻ với con này một chút xíu. Thứ nhất nè, đừng có nói về đạo hạnh hay nói về đạo Phật, mình nói về mình với bạn nha. Trạc tuổi mình với bạn á, kinh tế bạn hơn mình chưa, mình có thể ngủ tới 12 giờ trưa nhưng hàng tháng mình vẫn thu tiền từ căn hộ dịch vụ, từ công việc tổ chức sự kiện, từ cái việc cho thuê mặt bằng. Mình đâu có phải đầu tắt mặt tối đi lên làm gì stylist, đi làm spa giống như bạn đâu. Riêng về kinh tế bạn hơn mình chưa mà bạn muốn xưng hô cô với mình. Rồi về học thức, bạn được bao nhiêu cái bằng, bạn trình ra giùm mình đi. Bạn được bao nhiêu cái bằng, nếu bạn có cái bằng hơn mình, bằng nào bạn trình ra đi nha. Còn riêng mình khẳng định với bạn mình hơn bạn một cái chắc rồi nha. Ok chưa? Đừng bao giờ xưng hô cô với Kim Anh. Rồi về cái đạo đức, cái ý thức, mình nói cái nhỏ nhặt thôi nè, mình chưa bao giờ trịnh thượng ra vẻ đi xưng hô cô hay chị hay gì hay bác gì bất kỳ với một ai mà mình không biết là người ta lớn hay nhỏ, tuổi cha tuổi chú tuổi ông tuổi bà, mình không bao giờ có. Mình luôn tử tế đàng hoàng và lịch sự, bởi vì sao? Mình có ăn có học, mình có đạo đức nhé. Mình biết khiêm tốn, biết hạ mình xuống để mà xưng hô làm sao cho nó đẹp lòng mọi người, chứ mình không có thể hiện ra vẻ mình là bề trên, xưng hô thiếu kính ngưỡng với tất cả mọi người. Và khác với bạn một điều rằng là mình hơn với bạn chưa bao giờ, mình trịnh thượng giống như bạn, xưng cô với bá tánh riêng về khoảng đó thôi, mình hơn bạn chắc chưa, đúng không? Bạn đừng bao giờ xưng hô cái từ cô với Kim Anh, bởi vì á, bạn chưa đủ cái level, chưa đủ cái trình độ, chưa đủ cái đạo đức để mà được ngồi kế Kim Anh được. Thì bạn đừng bao giờ đem cái từ cô đó xưng hô với Kim Anh nha. Ok chưa? Rồi bạn nói tiếp nè, Nguyệt không phẫu thuật, không chỉnh sửa gì trên mặt và toàn cơ thể thì cũng tốt thôi. Bạn làm gì có tiền để mà mình đi chỉnh sửa, bạn còn đi làm stylist, làm spa cời đầu cái kìa, làm gì mà đủ tiền để mà đi làm mấy cái đó, đúng không? Nói thì thành ra mình khinh bạn, nhưng mà thật sự luôn, bạn có đủ tiền không, bạn có được kinh tế để bạn đi làm cái đó không? Mà cho dù bạn có đi làm đi chăng nữa, mình cũng đã nói như trước rồi, tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Thà bề ngoài không đẹp nhưng mà ít nhất ra cái đạo đức, cái tư duy, cái trí tuệ nó đẹp, ở bên trong nó vẫn tốt hơn là cái vẻ đẹp bên ngoài. Còn bạn đẹp hay không thì nhờ cộng đồng mạng, đây nhờ cộng đồng mạng đánh giá. Đây là cô Nguyệt ngoại cảm, mọi người nhìn có đẹp không? Nhưng riêng con thì con chỉ nói sơ lược về cái vẻ đẹp này. Thứ nhất, bạn không khả ái. Thứ hai, bạn cũng không xinh. Thứ ba, nếu mà để ngồi xuống nói chuyện và làm ăn thì nhìn mặt bạn rất là gian và không đủ để cho người ta đặt cái lòng tin nơi bạn. Thêm một phần nữa, cái giọng nói của bạn giống như cô hồn dứt dưỡng, cái kiểu nói thả ê chô. Cô nói cho các con biết, người bình thường không ai nói như thế. Chỉ có những cái người mà bị bất bình thường mà sống quá ư là tầm thường mới đi nói chuyện cái kiểu
không được bình thường giống như bạn. Có người bình thường ai nói thế, đúng không? Nhìn bạn không xinh là cái thứ nhất. Cái thứ hai, để mà ngồi xuống nói chuyện làm ăn hoặc là nói chuyện chia sẻ về cuộc đời hay để đi mà coi tuổi, coi phong thủy thì thật sự nhìn bạn rất gian, không có đủ cái mà để cho người ta đặt cái niềm tin vô. Cái đó là mình góp ý chân thành nha. Bạn không xinh cũng nhìn không đủ niềm tin để mà đặt nơi bạn đâu. Rồi bạn nói tiếp nè, kim anh ganh tị đến nỗi lấy cả nhan sắc người ta ra gì để so sánh. Xin lỗi nha, mình á mà so sánh á thì mình so sánh với những người có tư cách bằng mình, kinh tế bằng mình, nhan sắc bằng mình thì mình mới lấy ra so sánh. Chứ còn bạn á thua mình dám khẳng định luôn, bạn thua mình thì mình không có cái lý do gì để phải lôi bạn ra so sánh. Cái ở đây mình đã nói rất rõ, thầy của ai nấy trọng, đạo ai nấy giữ, đúng chưa? Nhưng cái việc đúng sai thì phải minh bạch rõ ràng, chứ không phải là vì mình tôn thầy mình lên mình đi chà đạp người khác, có đúng không Nguyễn? Rõ ràng chưa? Nên cái việc cái mà bạn quy chụp mà bạn nói tôi đi so sánh đó, không có, bạn chưa có đủ tầm mà để ngồi kế tôi nữa thì làm sao tôi đi so sánh với một cái người mà thấp hơn mình? Rõ ràng chưa? Thà tôi so sánh với một người đẳng cấp bằng mình hoặc hơn mình thì tôi còn có thể so sánh để tôi phấn đấu hơn họ, chứ còn bạn thấp hơn tôi thì tôi đi so sánh để làm gì? Bạn thấy có phí thời gian không? Bạn đang sai, bạn đang tự đặt để mình trên cao quá, bạn không bằng mình đâu nha. Rồi bạn nói tiếp nè, mong Kim Anh đừng sống sai trái làm các video dìm người khác xuống. Không, mình không có làm cái video mà dìm ai xuống hết á, mình dám khẳng định nha, mình không có làm một cái video để dìm bất cứ ai xuống hết cả. Khi họ nói cái đó không đúng, mình đứng lên phản biện về cái không đúng đó, chứ mình không có dìm ai hết á. Nếu bạn biết rằng là mình dìm cái người đó vậy thì bạn khuyên cái người đó sống sao cho đúng đi để mình không dìm. Thì nếu bạn muốn mình không dìm cái người đó thì bạn kêu cái người đó sống tốt hơn mình đi, thể hiện tốt hơn mình đi, thì mình làm sao dìm được. Còn đây là tại vì người ta chưa sống đúng, còn nói cái chữ dìm là không đúng, mình không có dìm ai hết trơn á, mình phản biện cái đúng cái sai chứ mình không có dìm đó. Nói đơn giản về cái sự mà sử dụng cái ngôn ngữ trong cái style code thôi, bạn còn không hiểu được bạn sử dụng cái ngôn ngữ đó cho cái mục đích gì, cho cái việc gì. Bạn chỉ nói giống như là vu khống một vi chụp cho người ta như thế, bạn đâu có hiểu cách bạn nói, mà cái từ ngữ bạn nói mà không hiểu hết thì bạn đã thua mình chưa. Mà bạn xin hô cô với mình, bớt ảo tưởng, bớt đặt để mình trên cao đi. Mình nói nghe nè, cái người bình thường thì người ta đi với mặt đất á, người ta sống mà nói chuyện bình thường, chứ không có ai giống như bạn sống cái kiểu lưng lửng cổ trên như vậy là không được đâu Nguyệt. Mình nói thật tâm, mình chỉ khuyên bạn và mình nghĩ bạn cũng bằng mình thôi, sống ở trên đời này á đâu có lâu đâu, đúng không? Sống làm sao cho nó đáng cái cuộc đời của mình nó mới ý nghĩa, đúng chưa? Rồi bạn nói tiếp nè, kẻo mang nghiệp quả xấu, mình không có sợ, mình không có sợ mình mang nghiệp quả xấu, mình chỉ sợ rằng là cái cuộc đời này của mình ngày hôm nay mình sống chưa làm tròn đạo hiếu, chưa sống đúng đạo đức của một con người, mà chưa sống trọn vẹn những cái gì mà cha mẹ đã dành cho mình, đã tạo ra mình để mình có mặt trên cái cuộc đời, mình chưa sống trọn vẹn thôi. Chứ mình không có sợ cái kiếp sau mình sống mình bị đọa đày này kia, mình không có sợ nha. Mình nói lại một lần nữa, mình chỉ sợ rằng là mình sống không đúng, mình sống trái lương tâm mà mình làm xấu mặt cha mẹ mình thôi nha Nguyệt nha, chứ mình không có sợ cái chuyện nhân quả của bạn đâu. Bạn kêu đặt tên thật thà mà sao lòng này dối trá. Ủa bạn ở kế nhà mình hay bạn dùng thiên lý nhãn mà bạn biết mình dối trá hả? Bạn phải mở hết tất cả những cái kênh mà bạn chặn mình lại, tự nhiên bạn chửi mình xong bạn chặn. Nếu mà bạn muốn biết mình có dối trá hay không, bạn vô hết cái kênh phổi bò của mình á, bạn xem từ năm 2020 đổ về xem mình có dối trá không. Thiệt những cái mà mình làm từ thiện mình không muốn công khai nha, nhưng mà chẳng qua là mình đi làm như vậy mình muốn có những cái kỷ niệm của mình, thì mình làm từ thiện có những cái mình im lặng á, mình làm mình cũng chẳng có cái gì phải dối trá hết á, rõ ràng chưa? Mình làm từ thiện, mình sống thật tới mức bạn sống 10 kiếp, bạn tu 10 kiếp cũng không bằng mình đâu Nguyệt nha. Rồi bạn kêu mình làm video bẩn rồi nhận tiền ở trên những cái video đó là mang nghiệp đau đớn. Mình nói với bạn là mình không có thiếu tiền để mà mình phải đi lên đây mình làm video để kiếm tiền. Bạn có thấy mình quảng cáo không? Bạn có thấy mình bán hàng không nha? Mình nói thật, mình sống khỏe, mình không có thiếu tiền. Hàng tháng mình thu tiền từ các hội dịch vụ, mình đi làm show, mình cho thuê mặt bằng, mình như sống rồi. Bạn hiểu không? Mình không có thiếu tiền để phải làm cái này.